Rất là ok luôn á, đủ cho tươi thiệt, làm biến lấy nét cho các bạn coi quá. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu, còn gì nữa đâu mà buồn với nhớ. Hello mọi người, hiện tại là nói chung là mình cũng không biết tại sao mình quay video này. Bây giờ là 1:51, nhưng mà các bạn biết không, đây không phải là 1:51 trưa mà là 1:51 khuya, 2:00 sáng mọi người. Và mình kiểu mình đang làm việc nhưng mà mình đói quá mà mình không biết là mình phải ăn cái gì, cho nên là đã order đồ ăn về. Và mình nghĩ là đây cũng là một content khá là hay ho, cho nên là quyết định quay cái video này. Thì đây sẽ là một cái video vẫn là now home nha mọi người, nhưng mà phiên bản là ăn đêm. Và hôm nay thì mình sẽ order ở 3 quán khác nhau mọi người, để về review cho mọi người. Thì nếu như các bạn nào mà lần đầu tiên coi video Now Home thì đây là một cái series mà mình giới thiệu những cái quán ăn và mình order ở trên Now Food. Mình order về để mình review cho các bạn xem là khi mà ship tới đây họ đóng gói như thế nào, ship như thế nào, hay là đồ ăn chất lượng như thế nào, để cho các bạn có thể tham khảo để mà có thể order về công ty hay về nhà hay là về trường học của các bạn. Cho nên là nếu bạn nào mà chưa coi những video Now Home trước thì nhớ xem lại nha. Thì hôm nay mình đặt 3 món: cháo ớt Singapore, trái cây dĩa, cái tô á, và một phần nước có tên là cam mix. Cái link order của những cái quán ở trong tập video ngày hôm nay á, thì mình sẽ để ở bên dưới description cho các bạn có thể tham khảo. Bây giờ thì đợi mình lấy đồ ăn nha. Thật ra thì cũng không có tài trợ đâu mọi người. Không có ai tài trợ cho mình làm Now Home hết. Thật ra thì có nhiều bạn hỏi video này là Now tài trợ hả, nhưng mà không mọi người ơi, mình có thể vẫn có thể làm Grab Home hay là mình có thể làm Bemin Home. Nhưng mà thật ra đây chỉ là một thói quen, thứ nhất là thói quen sử dụng của mình, là mình hay sử dụng app Now nhất. Mình vẫn sử dụng hai app kia, lâu lâu thì đổi qua Grab, lâu lâu đổi Bemin, tại vì mỗi một ứng dụng nó sẽ có những cái quán khác nhau nữa. Nhưng mà thường là sử dụng Now nhất, cho nên là mình làm cái series Now Home này để cho các bạn cũng dễ hình dung hơn là có những quán này bán ở trên nào hay là bán ở trên app nào đó. Thì sau này thì mình cũng hy vọng là có công ty nào tài trợ cho mình. Nửa đêm nói vui với mọi người vậy thôi. Còn bây giờ thì mình sẽ đi xuống lấy đồ ăn nha. Chắc là mấy anh cũng gần tới rồi đó. Kimchi xong rồi mọi người ơi. Cái tiệm này là tiệm, một cái tiệm cháo ớt cũng khá là nổi tiếng ở quận 7 nha. Cái tiệm này tên là A Tuấn và nằm ở địa chỉ là 77 Nguyễn Hữu Thọ, quận 7. Mình thấy buổi chiều đi ngang là đã thấy đông rồi, mà bán tới khuya luôn, bây giờ 2:00 sáng vẫn có bán. Đây, mình ship tới thì mình nghĩ là một hộp là ớt và một hộp là cháo. Bèn 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 bốc khói. Không biết các bạn thấy khói không? Chắc không. Một chén cháo trắng và có một ít mè ở trên nè. Còn bốc khói nha, đựng trong cái hộp xốp. Rồi, đây là một phần ếch. Ta-da! Đây là mình order một phần, đó là hai con ếch, cho nên là giá là 70.000 nha mọi người. Hai con ếch nè, đó, 70.000 một cái tô như vậy. Thì đó, đựng trong hai cái tô. Tại vì đựng trong cái hộp xốp như vậy cho nên là vẫn giữ được nhiệt mọi người ơi. Tới nơi thì vẫn ăn được liền, không cần phải hâm. Đây, đây là ếch nè mọi người. Một cái, này là một cái phần thân ếch nè, đùi ếch nè. Ở trong này mình thấy có ếch, có tiêu xanh, có hành. Nói chung là thơm lắm, tiếp tới nơi là rất thơm luôn á. Cái chỗ này nổi tiếng lắm, cho nên buổi tối bạn nào mà thích ăn cháo ếch á, mà có thể muốn order á, thì có thể order chỗ này nè. Cái cháo này mà ăn không á thì nó sẽ rất là nhạt luôn nha. Mình ăn thử thôi, cái vị cháo nhạt nhưng mà cái hạt gạo thì ngon. Đây bây giờ mình sẽ cho ớt vô đây. Múc nước vô. Đó. Múc nước, múc nước. Cái cháo ớt đó mọi người ăn thì mình phải trộn lên như vậy nè thì nó mới ngon ạ. Mời các bạn ăn đêm với mình nhé. Đồ nó tươi thiệt. Cái chỗ này nổi tiếng là đúng mà. Ăn rất là ok luôn á. Để bữa nào đi ra đó chụp hình review thử cho mọi người xem nha. Mọi người ơi, mình biết là ăn đêm rất là hại sức khỏe luôn á. Thứ hai là hại cho cái cân nặng của mình. Nhưng mà kiểu như mình làm việc đêm á, mình không thể nào mà thiếu đồ ăn được hết. Không có đồ ăn, không có điện mới chạy lên não á mọi người. Không có làm việc được.
Đây, đây là một hai ly nước mà mình order ha. À, cái tiệm mình tên là Cam Mix. Cái ly này là ly hồng trà, ly cực bự. Ly này là ly nước cam sữa. Cam sữa là kiểu nước cam với lại bỏ sữa vô thôi á. Hồng trà cam tắc chân châu trắng này thì sẽ có giá là 26.000. Còn cái cam sữa này sẽ là 27.000. Tổng cộng là 53.000. Hơi ngọt. Mình nhớ không lầm á là ở Quy Nhơn mọi người, cam sữa bán rất là nhiều. Tại mình đi mình thấy bán rất là nhiều, nhưng mà ở trong Sài Gòn thì cái chỗ mà bán cam sữa ít lắm. Đây, hồng trà cam. Hơi chua. Hồi nãy mình order 2 ly đều là ghi là ít đường. Vậy là cái ly này á mọi người, là sữa đặc á, cho nên là nó ngọt. Thật ra mọi người ở Sài Gòn có nhiều chỗ bán đêm nha. Mà thậm chí á, có nhiều chỗ nó chỉ bán đêm thôi, không bán ngày. Hồng Sơn mình ở khu quận 10 á, thì bán rất là nhiều đồ ăn. Ở trên góc đường Tô Hiến Thành với lại cái mảng 8 á, buổi tối siêu nhiều đồ ăn luôn. Cái ếch ở chỗ này mình thấy khá là ưng ý nha. Cái nước ếch nó cũng vừa phải nè, nó không bị quá cay để mà không ăn được, cũng như là nó không có bị nhạt á, kiểu nước đậm đà, ngon, ếch cũng tươi. Mình ăn cái phần mà thân ếch đó của mình cũng thấy ngon. Ok, bây giờ thì mình sẽ review một cái chỗ này bán trái cây tô lúc 2 giờ sáng. Cái tiệm mình tên là Kemper Trái Cây Tô 251, đường Tôn Thất Thuyết, quận 4 mọi người. Đây là một phần trái cây tô đặc biệt. Mọi người có thấy nó hấp dẫn không? Trái cây tô đặc biệt đang giảm giá chỉ còn 34.000. Đây, một phần một cái tô đầy luôn nha. Xong rồi khuyến mãi thêm một hũ sữa chua Lip ạ. L-I-F. Tao sẽ đọc L-I-F vậy? L-I-F. Đây là một phần trái cây thập cẩm nhỏ. Cái phần này có 31.000 thôi ạ. Có dưa lưới, ổi, táo và xoài. Nhưng mà mình nghĩ là mọi người order cái phần trái cây tô này nó sẽ gọn gàng hơn nè và dễ ăn hơn. Trái cây không có gì review á. Nói chung là một phần vậy ba mấy ngàn thì mình thấy ổn á. Không thấy được. Mà làm biếng quá. Làm biếng lén lén trong các bạn coi quá. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Còn gì nữa đâu mà buồn với nhớ. Cái phần này lợi hơn á mọi người ơi. Thì mọi người order cái này nó có 4 loại à. Trong khi cái này cũng ngang ngang giá nhưng mà nhiều loại hơn, ăn không bị ngán. Thôi, mình no quá. Chứ mình phải ngừng cái việc ăn của mình ở đây. Làm phiền thời gian các bạn một vài chục phút giới thiệu được cho các bạn ba quán ăn đêm sau 12 giờ có thể order ở trên Now. Recommend nhất thì chắc là cái tiệm cháo ớt. Còn trái cây thì nên order trái cây tô, cam thì nếu mà order cam sữa thì nên dặn là không đường luôn, hoặc là ít, siêu ít đường để mà có thể uống cho nó ngon hơn. Những cái link mà quán mình sẽ để ở bên dưới description cho các bạn tham khảo. Bây giờ thì chắc là chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn, bye bye. Bye bye, chúc mọi người ngon.